tập viên Thu Phương kính mời quý vị và các bạn xem bản tin tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong nhiều năm nhưng không được cải thiện ngày 10 tháng 12 RFA tiếng Việt Loan tin ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài một tháng trời nhiều ngày lên mức báo động theo đó ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã kéo dài gần một tháng qua và vào ngày 10 tháng 12 đã lên mức báo động sau khi bị xếp vào mức ô nhiễm hàng đầu thế giới vào ngày 8 tháng 12 vừa qua theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới IQE, RFA cho biết, chỉ số chất lượng không khí AQI nhiều nơi ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 12 đã vượt ngưỡng 223, là mức rất không tốt, có hại cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 34.5 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Ở ngưỡng này, người dân được khuyến cáo tránh tập thể dục ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra ngoài đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài. Chạy máy lọc không khí, một bản tin trên RFA ngày 8 tháng 12 cho biết, theo thống kê của Evisua, từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, chỉ số ô nhiễm theo ngày của Hà Nội đều được cảnh báo có chỉ số ô nhiễm ở mức đỏ có hại cho sức khỏe. Hà Nội luôn nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu, với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp hàng chục lần giới hạn cảnh báo của WHO. Bản tin ngày 10 tháng 12 trên RFA. Theo RFA, truyền thông nhà nước vào cùng ngày đăng tải các hình ảnh cho thấy, bầu trời Hà Nội mịt mù như trong khói sương, thậm chí kéo dài đến tận trưa khi có nắng lên. Người dân thủ đô đang bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO và hơn gấp đôi mức quy chuẩn quốc gia. Vẫn theo RFA, truyền thông trong nước trích dẫn phân tích của các chuyên gia về môi trường cho biết một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí là do khí thải từ phương tiện giao thông. Theo thống kê, Hà Nội có 7,8 triệu phương tiện, trong đó ô tô hơn 1 triệu, xe máy hơn 6,6 triệu. Chưa kể khoảng 1,2 triệu xe từ các tỉnh thành tham gia giao thông tại thủ đô. Ngoài ra, còn có khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, đốt rác từ các làng nghề tái chế không được kiểm soát. Khí thải từ các công trình xây dựng, trước đây vào tháng 5 năm 2021, mức nguy hại về ô nhiễm không khí ở Hà Nội từng lên đến ngưỡng cảnh báo cao nhất, khi chỉ số AQI lên đến 463, xếp thứ nhì trong danh sách 10.000 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới. Không chỉ Hà Nội, các thành phố khác của Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự. RFA vào tháng 2 năm 2021 cho hay, nhiều thành phố trên cả nước Việt Nam có chỉ số tia cực tím UV và nồng độ bụi mịn ở mức gây hại cao ô nhiễm không khí còn nguy hiểm hơn đại dịch COVID. Chỉ số tia UV ở mức từ 3 đến 5 là nguy cơ gây hại trung bình, từ 6 đến 8 có nguy cơ gây hại cao, trên 8 là nguy cơ gây hại rất cao. Trong khi, một số thành phố ở mức 9 như Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang. Nhiều thành phố khác ở mức 8 như Huế, Đà Nẵng. Bụi mịn ở 18 phần 63 tỉnh, thành phố có nồng độ bụi PM2.5 vượt mức báo động. Top 5 tỉnh, thành phố ô nhiễm nhất được ghi nhận là Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội. Sài Gòn cũng nằm ở ngưỡng xấu về bụi mịn. Tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ đến mức được coi là mối đe dọa lớn hơn đại dịch COVID-19 vào năm 2021. RFA dẫn chỉ số hiệu suất môi trường năm 2020 của Đại học Yale, Việt Nam xếp thứ 115 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu về chất lượng không khí thấp hơn nhiều so với nhiều nước ở Đông Nam Á khác. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, phát hiện rằng hơn 60.000 ca tử vong ở Việt Nam mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí, gấp khoảng 6 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Theo WHO, chất bụi mịn bao gồm sunfat, nitrat, amoniac, bụi khoáng và nước, có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, trong thời gian lâu dài có thể làm tăng phát triển các bệnh tim mạch và hô hấp cũng như ung thư phổi. Tuy nhiên, dường như chính quyền không hề có động thái nào để làm giảm tình trạng ô nhiễm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong nhiều năm nhưng không được cải thiện. Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ học sinh bao vây cô giáo ở Tuyên Quang. Ngày 11 tháng 12, qua tiếng Việt cho hay vụ học sinh bao vây cô giáo ở Tuyên Quang lên sóng truyền hình Hàn Quốc. Theo đó, kênh như bầy của đài Chosan TV ở Hàn Quốc, đưa tin tối hôm 9 tháng 12 về vụ các học sinh bao vây và xô sát với cô giáo ở tỉnh Tuyên Quang mới xảy ra cách đây chưa lâu. Và gây rúng động dư luận Việt Nam, đoạn tin dài khoảng 1 phút 30 giây mô tả rằng giáo viên đã ngất xỉu sau khi bị học sinh ném các đồ vật và giày dép vào người. Trước đó, học sinh đã dồn cô giáo vào một góc tường, và sau vụ việc xảy ra hôm 29 tháng 11, hai bên đưa ra những lời kể trái ngược nhau khi trình bày về vụ này. Và cho biết, đài truyền hình ở Hàn Quốc nói rằng, xã hội Việt Nam đã chấn động về đoạn video được tung lên mạng xã hội. Ghi lại sự việc ở một trường cấp 2 tại miền Bắc, bài trên Hoa. Nhiều bảy tường thuật, khi cô giáo sơ điện thoại lên quay video các học sinh, một trong số họ đã nằm xuống sàn và hét lên rằng, bị giáo viên đánh. Tiếp theo, kênh này nói rằng, các học sinh đã đóng các cửa lớp học lại và cùng nhau lên tiếng đe dọa vì giáo viên không cho nghỉ học giữa chừng. Họ đã xỉa sói chế nhạo giáo viên và thậm chí còn ném đồ vật và giày dép vào người cô giáo. Cuối cùng, cô giáo đã ngã xuống sàn. Trong phần cuối của tin, Đài Hàn Quốc nói, các phụ huynh học sinh đưa ra lập luận rằng, bọn trẻ hành động như vậy cốt chỉ trả đũa cho việc giáo viên đã bạo hành chúng. Theo qua New 7 đưa thêm một video khác cho thấy, giáo viên vung giày với các học sinh. Tuy nhiên, giáo viên nói rằng, các học sinh có nhiều vấn đề và cho hay, đã báo cáo tình hình với hiệu trưởng nhưng sự việc không được giải quyết các cơ quan có thẩm quyền trong ngành giáo dục Việt Nam đã mở một cuộc điều tra, đài truyền hình Hàn Quốc cho biết và không đưa ra bình luận riêng của đài. Và cho hay, đoạn tin này nằm trong phần gần cuối của chương trình thời sự dài gần 45 phút trên kênh Như 7. Phát hồi 19 giờ ngày 9 tháng 12, thu hút gần 123.000 lượt người xem. Vẫn theo và, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng, vào ngày hôm đó, cô giáo PTH, 38 tuổi, dạy môn âm nhạc tại một lớp 7 trong trường đã nhắc nhở một số học sinh không vào lớp nhưng họ không nghe lời, mà thay vào đó đã phản ứng lại. Trong giờ học, một vài học sinh xin ra ngoài nhưng cô hát không cho phép. Sau đó, giữa cô và học sinh nảy sinh mâu thuẫn. Ở Việt Nam, nghề giáo đã trở thành một nghề nguy hiểm. Hết giờ dạy tại lớp 7, cô hát sang dạy một lớp 6. Một số học sinh lớp 7 đã sang lớp 6 và có những hành xử gây chấn động như đã thấy trong các video. Và tiếp tục dẫn các bản tin trong nước cho hay từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, chính quyền huyện Sơn Dương và một loạt cơ quan có thẩm quyền của ngành giáo dục và công an đã yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Ngày 7 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng Hiệu trường trường trung học cơ sở văn phú để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ công tác điều hành, quản lý giáo viên học sinh trong nhà trường. Theo quan sát của Voa, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ vô cùng thất vọng, buồn bã và cả phẫn nộ về vụ việc, tiếp sau nhiều vụ khác đã xảy ra ở các trường học. Những vụ này kết hợp lại với nhau cho thấy nền giáo dục và đạo đức Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng. Họ cảnh báo rằng một khi học sinh dám đánh thầy cô thì các em sẽ chẳng trừ ai ra nữa. Và đó là một mối nguy lớn. Họ kêu gọi phải có một cuộc kiểm điểm và cải tổ sâu sắc ngành giáo dục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời Báo .de với bản tin truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ học sinh bao vây cô giáo ở tuyên quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI. Thời Báo .de Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.